hàm nè, nó sẽ làm ở dưới đây nè, nó hơi lại ra chút xíu. Mình gạt cái này xuống nè, kéo ra cái, gạt cái hàm này xuống cái nè, kéo ra. Cái màu trắng xanh xanh này nó làm cho mình liên tưởng tới những chiếc xe BMW á, nhìn cái màu phối màu rất là sang. Trên tay mình là chiếc mũ Yuhi 890, có thể tháo cái hàm phía trước được và tháo luôn cái mái che trên đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một chiếc mũ kết cấu tương tự tới từ thương hiệu LS2, đó là chiếc mũ LS2 OF606 Ripper. Thì chiếc mũ này á, hãng có tặng sẵn cho các bạn luôn một cái kính màu đen như vậy, nhưng mà cái giá của nó là 3,9 triệu cho màu tem, và những cái màu trơn ví dụ màu đen nhám á, thì nó sẽ là 3,5 triệu. Và cái cảm quan bên ngoài á, thì mình sẽ thấy cái mũ OF606 này nó nhìn nó ngầu hơn, nhất là cái chỗ mà cái hàm nè, nó sẽ làm ở dưới đây nè, nó hơi lại ra chút xíu, và phần khoang hai bên này nè, nó sẽ bầu bỉnh ra một chút xíu. Còn chút xíu khác biệt với cái mũ Yuhi 890, đó là Yuhi 890 á, cái hàm này sẽ bằng nhựa ABS, nhựa cứng luôn, thì có vẻ như nó sẽ chắc chắn hơn chút xíu. Và hãng là hoàn thiện bằng cách là sơn bộ tem này nè, tem của trên cái phần thân nón và của cái phần hàm nó sẽ đồng bộ với nhau. Còn cái mái che họ chỉ làm duy nhất một màu đen nhám nhám sần sần giống vậy. Còn ngược lại bên cái mũ LS2 á, thì họ sẽ làm là cái mái che nè sẽ đi theo nguyên bộ tem này, còn cái hàm họ chỉ làm là phiên bản là nhựa dẻo, chỉ có một màu giống vậy. Nón Yuhi á, thì tháo cái mái che ra nó rất là dễ, chỉ trong vòng vài giây thôi là bạn có thể gắn và tháo được. Còn chiếc mũ LS2 á, thì nó sẽ khó khăn hơn, các bạn phải xoay những cái nút này nè, xoay vặn ra hết rồi tháo ra, sau đó mới lấy những cái nút cao su á, ịnh chặt lại chỗ này. Còn về kính á, thì mình đánh giá là kính của LS2 họ làm dễ dùng hơn chút xíu, bởi vì cái ngạnh này nè nó dài hơn, cầm cái vô là dính liền. Và ở phía trong á, cái kính họ không có làm lõm vô, cho nên nó sẽ ăn theo cái khuôn cái ron cao su đây nè, nó kính gió hơn của Yuhi 890. Thì mình nghĩ nó 90 sẽ các bạn, tại vì bản chất của những cái mũ này á, thường không có đi tốc độ cao. Cái mũ Yuhi 890 á, thì nó hơi lõm phía trong đây nè, cho nên nghe cái chỗ này nè, nó không có ăn được với cái ron. Hốc thông gió thì các bạn có thể nhìn từ trên xuống dưới nè, cái này thì nó sẽ làm kiểu giống giống như cái LS2 OF600, nhưng mà OF600 á, thì độ thực dụng nó rất là cao, cái khả năng lấy gió nó cao hơn so với cái này rất là nhiều. Cái khe nó bự và nó trải dài từ trước ra sau luôn, còn này nó ngắn, những cái khe này rất là nhỏ. Thao tác thì mình cảm giác nó không đã giống như bên đây, bên đây thì nhìn nó tự tin hơn, cái tiếng của nó cho cảm giác nó chắc chắn hơn. Cái Yuhi thì cũng vậy, Yuhi cho cảm giác cũng rất là chắc chắn nha. Mình đang cầm trên tay là size L, cho nên cái này là khung vỏ nhỏ nha các bạn. Khối lượng hôm bữa mình cân thì đâu khoảng 1420g đó. Tất nhiên là nó cũng sẽ xem nó bằng với cái mũ Yuhi 890 này. Khi gạt cái hàm ra, mình gạt cái này xuống nè, kéo ra cái, gạt cái hàm này xuống cái nè, kéo ra. Còn mà khi mà gắn vào thì không cần phải gạt xuống gì hết á, cứ đẩy thẳng vô á, nó kêu một cái cặp gì á, là cái khóa nó tự khóa nó chốt vô. Còn với cái mũ này á, thì nó sẽ hơi khác chút xíu, là cái nút hàm, tháo hàm á, nó sẽ nằm ở trên cái hàm, chứ nó không có nằm ở trên chỗ này. Cũng là cầm kéo ra, bật xíu kéo ra xíu. Còn gắn vô á, thì gắn vô như vậy đó, nó cũng sẽ chắc chắn giống như hệt. Mình á, thì mình thích cái kiểu mà hoàn thiện của cái Yuhi 890 hơn. Ở ngoài nó là cái lớp nhựa cứng, và cái phần hốc gió này lấy gió cũng khá là tốt. Ở trong á, là một lọt cái nhựa mềm. Còn bên cái LS2 này á, thì mình cũng sẽ show ra cho bạn coi luôn. Nó là cao su dẻo, rất là dẻo. Thì cái này á, cái khả năng chống va đập của nó là cái va đập á, nó đỡ trầy mặt mài ra, chứ mà còn tác động vô tới cái hàm hay cái mặt của mình á, thì nó sẽ nhiều hơn so với bên đây. Nhưng mà đừng cái là nó sẽ không bị gãy vỡ, nó không bị nứt. Còn thứ hai là trong đây nè, họ làm thêm một cái lớp đệm, lớp vải. Cái này là miếng xé dán thôi. Ở trong đây nó có, à nè bạn thấy không, xé ra là đi luôn lớp keo nè, có nghĩa là keo nó sẽ chưa có được đã lắm. Bản chất của những cái mũ này vẫn là mũ đi kiển thôi, còn nếu mà trong đợi nó quá nhiều về cái chuyện bảo vệ thì mình nghĩ nó cũng không có tốt đâu. Đó, nó hơi rén là mình sợ gãy cái chốt này thôi, mới đem về mới có review chưa vậy chân, mà thiệt hại cái kính thì cũng hơi sốt nha các bạn. Rồi, mình đã gắn vô được cái kính đen rồi. Gắn kính đen vô thì nó giúp cái mũ ngầu hơn rất là nhiều so với kính màu trong. Cái màu trắng xanh xanh này nó làm cho mình liên tưởng tới những chiếc xe BMW á, nhìn cái màu phối màu rất là sang, rất là đã. Nó không phải là trắng tinh hết. Giờ mình cũng hơi chán chán những kiểu phối màu đen rồi. Về cái form nón thì mình thấy OF600 nó không đẹp bằng cái OF606 này, nhưng mà về độ thực dụng á, cái này có 2,6 triệu mà. Lên cái này bạn phải bỏ thêm tới 1,3 triệu nữa là 3,9 triệu, thêm cái mái che, cái hàm khác biệt hơn chút xíu. Những bạn nào chắc là có nhiều tiền, không có suy nghĩ quá nhiều vấn đề mà được kép hơn thua, muốn cái nón nhìn nó sang sang, nó đẹp đẹp và nó khác biệt một chút á, chắc lấy cái này. Còn riêng bản thân mình á, chắc vừa đủ thôi. Nếu mà đi kiển trong phố, mình sẽ lấy cái Yuhi 890 này, 2,2 triệu à, nó rẻ hơn kia tới 1,7 triệu.
vừa đủ rồi cho mình có thể lắp thêm những cái phần khác, ví dụ như là cái tai nghe intercom đội cái nón này, và nó chỉ phù hợp đi kiển là chính thôi. Và kính kiểu này á thì nó sẽ làm giảm cái tầm nhìn giữa hai bên, cái góc nhìn nó sẽ không được rộng, khả năng quan sát bạn sẽ trở nên kém đi. Cho nên bạn nào thích cái này thì cũng cân nhắc nha, số tiền bỏ ra nó cũng khá lớn đó. Mình thì chỉ giới thiệu cho bạn coi, bạn biết thôi, bạn thích cái nào thì chọn đó. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.